Tôi rất là tò mò bởi vì tôi thích nấu ăn nhưng tôi không nấu được đồ ăn vì tôi không có khả năng đấy, không có năng khiếu đấy. Chị là một phụ nữ thì chắc là chị sẽ biết nấu ăn đúng không ạ? Ừ, đúng rồi, tôi không những biết mà lại rất là thích nấu ăn cơ. Thế nếu bây giờ tôi cho chị một quả bí đỏ thì chị sẽ nấu được món gì từ quả bí đỏ này? Ừ, nhiều món lắm chứ, nào là hầm với xương này, rồi là nấu cháo này, nấu chè bí đỏ nữa, rất là nhiều món. Thế chị ăn bánh bí đỏ bao giờ chưa? Bánh bí đỏ. Tôi thì cũng biết làm khá là nhiều loại bánh đấy, nhưng mà bánh bí đỏ thì thực sự là tôi lại chưa có dịp được thưởng thức, thế nên là cũng không hình dung ra là nếu như làm bánh bí đỏ thì sẽ phải chế biến như thế nào. Thế thì tôi nghĩ là chia sẻ của tôi sau đây sẽ khiến chị được nhiều người khen hơn vì biết về món này. Đây là một đặc sản của mảnh đất xứ Lạng ạ. Trước đây thì bánh bí đỏ thường chỉ xuất hiện trong các đám cưới, lễ Tết, nhưng mà ngày nay thì bánh bí đỏ còn được làm để phục vụ khách du lịch nữa. Và để tìm hiểu về đặc sản này thì xin mời chị Trâm và mời quý khán giả sẽ cùng theo dõi phóng sự sau. Lá chuối, bột gạo nếp, bí đỏ là những nguyên liệu để tạo nên chiếc bánh bí đỏ, một loại đặc sản của người Tày ở xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Cháu thấy là từ nãy đến giờ là cô cứ nhào 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 rất là đều như thế này, mà cái màu bột nó cũng rất là đặc trưng, đúng cái màu của quả bí đỏ. Đấy. Thì tại sao mà mình cứ phải nhào lâu như thế này? Nhào lâu thì là nó dai bánh và nó ngon. Cháu thấy là hơi dính tay đấy. Dính tay thì cô cứ lấy dầu về xoa vào tay cái là bóp được luôn. Vâng ạ. Là không bao giờ dính nữa rồi. Vâng, đúng rồi, cháu thấy nó cũng trơn hơn đấy. Bây giờ là nặn thôi. Như ngày đám cưới ấy. Ăn hỏi này người ta làm này. Cũng sử dụng bánh này. Là người ta là gọi là bánh giò bầu. Bánh giò bầu. À thế à? Bóc bí đỏ xong là đổ lên chín đi, xong là để ra nguội, xong là trộn đường vào. Sau công đoạn nặn sẽ tới công đoạn gói bánh. Những chiếc lá chuối lấy từ vườn nhà được hơ qua lửa cho dai, sau đó lau sạch và tiến hành gói bánh. Và đây chính là thành quả một cái bánh mà tôi đã gói được. Được rồi, quá đẹp rồi. Bánh gói xong sẽ được luộc luôn. Bà Sơn thường làm bánh buổi tối để nguội. Ngày hôm sau giao cho khách, bánh sẽ vừa dẻo vừa rắn. Bánh mì đỏ này dễ làm nhưng mà khách cũng thích nhiều. Chỉ là hậu là khách Hà Nội lên là không biết cái bánh bí đỏ là gì. Nếm mới biết là cái vị nó ngon. Ngày nay ở Hữu Liên, bánh bí đỏ không chỉ đơn thuần là món bánh dân dã, được sử dụng vào những dịp lễ Tết, mà còn trở thành một đặc sản để níu chân du khách trở lại với mảnh đất xứ Lạng này. Bí đỏ rất là ngọt, ngon ạ. Quay trở lại với các loại hoa đi ạ. Ngày hôm nay trong tiểu mục Sắc màu đồng quê thì tôi muốn giới thiệu đến anh Tú và quý vị khán giả một loại hoa rất là lạ mà chỉ có đến dịp Tết Nguyên đán thì chúng mới có cơ hội, chúng ta mới có cơ hội để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp tròn trịa và thú vị của nó thôi. Tết thì nhà nào nhà nấy ít nhiều cũng sẽ phải có một chút hoa trưng Tết đúng không nào? Đặc biệt là các loài hoa độc này, lạ này, lại càng thu hút khách hàng. Tôi rất là tò mò, không biết là hoa mà chị giới thiệu với tôi trong Tết mà nó lại hấp dẫn đến như vậy sẽ là hoa gì? Tôi sẽ có một gợi ý nho nhỏ cho anh Tú trước đã. Đây anh có thể nhìn ngắm trên màn hình. Với sắc màu hơi hồng hồng, đỏ đỏ như thế này thì anh có liên tưởng đến loài hoa gì không? Tôi thấy là giống hoa đào, đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì tôi sẽ bật mí cho anh Tú. Đây không phải là hoa đào đâu, nhưng nó cũng thuộc họ mai đào. Đây là hoa mai. Và tuy nhiên nó không phải là mai trắng mà lại là mai đỏ. Thế nên là những cái bông hoa này mới có màu sắc như là anh đang chiêm ngưỡng. Và đây cũng là một sản phẩm của làng hoa Sa Đéc mà chúng ta vừa ghé thăm. Vốn nổi danh là làng nghề chuyên canh hoa có tiếng của đồng bằng sông Cửu Long, nên là các nhà vườn ở làng hoa Sa Đéc luôn tung ra nhiều sản phẩm hoa nghệ mới lạ để có thể thu hút được khách tham quan. Và để góp phần phong phú thêm hương sắc hoa xuân cho dịp Tết Canh Tí 2020 năm nay thì một số nhà vườn hoa kiểng tại thủ phủ hoa này đã nhập về một giống hoa siêu độc lạ khiến cho ai đi ngang qua thì cũng phải tò mò. Đây là hoa mai đỏ hay còn được gọi là hoa đào đỏ, xuất xứ ở các tỉnh Giang Tô, Quảng Châu và Vân Nam của Trung Quốc. Loại mai này được coi là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, sự kiên cường vươn lên vì nó có khả năng chịu lạnh cao. Dù có tuyết rơi thì mai vẫn có thể nở rộ rực rỡ. Mai đỏ có rất nhiều nụ, ban ngày nụ hoa hé mở, nhưng đêm đến chúng sẽ khép lại. Có lẽ vì có thời gian nghỉ ngơi nên mai đỏ giữ được rất lâu,
từ lúc mới nụ cho đến lúc tàn là khoảng 2 đến 3 tháng. Một điểm độc đáo nữa là mai đỏ không có lá, nhưng có khá nhiều gai trên nhánh. Tại các tỉnh miền Bắc, loại này đã phổ biến từ nhiều năm nay. Tuy nhiên ở Đồng Tháp thì đây là lần đầu tiên giống mai này xuất hiện. Với vẻ ngoài lạ mắt và ngụ ý may mắn cát tường, nên mai đỏ đã thu hút rất nhiều sự chú ý của khách hàng. Cái đợt này thì mình thấy cái hoa mai nó màu đỏ, cho nên là nó cũng mang lại cái may mắn đầu năm á, cho nên là lần này mình chọn cái mua hoa mai đỏ. So với các loài hoa khác, mai đỏ tươi lâu, có thể chơi vài tháng mà không hỏng. Đặc biệt, hoa nở rất đẹp, nên đây sẽ là một lựa chọn mới mẻ cho những người dân ở khắp các tỉnh miền Tây.